Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi sách có nội dung nhạy cảm. Sau khi bị phụ huynh tố sách có nội dung nhạy cảm, Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ISHCMC thu hồi bản dịch một tiểu thuyết đã phát cho học sinh lớp 11. Cụ thể, chiều 2 tháng 5, một bài đăng trên nhóm Hội phụ huynh Thành phố Hồ Chí Minh gây xôn xao. Phụ huynh đăng bài này cho biết trước kỳ nghỉ lễ, đứa con học lớp 11 tại Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ISHCMC, Thành phố Thủ Đức được giáo viên phát cuốn sách Một thoáng ta rực rỡ nhân gian của nhóm tác giả Osina Vương để đọc. Tuy nhiên, khi đọc cùng con, phụ huynh này bức xúc vì cho rằng con đang bị đầu độc về mặt tinh thần. Trích bài đăng, phụ huynh này bày tỏ: "Bản thân tôi là một phụ nữ ngoài 40, nhưng khi đọc những câu văn này, tôi còn đỏ mặt tía tai, huống gì bé con nhà tôi chỉ mới là học sinh lớp 11, vẫn còn vô cùng non nớt. Tôi ngồi đọc sách cùng con mà giận run cả người vì không hiểu nhà trường biên soạn chương trình thế nào, giáo viên trình độ chuyên môn ra sao mà lại có thể lựa chọn một tác phẩm với những ngôn từ đồi trụy, nhớp nhúa, nội dung khiêu dâm như vậy để dạy học sinh." Kèm bài đăng là ảnh chụp một số trang miêu tả chi tiết quá trình quan hệ tình dục. Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào đêm 2 tháng 5, đại diện truyền thông Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trường đã tiếp nhận thông tin rằng một số học sinh lớp 11 đã nhận được một quyển sách dịch tiếng Việt với nội dung có thể không phù hợp với học sinh. Tác giả thuộc trong danh sách đọc tham khảo gồm nhiều ngôn ngữ kể cả tiếng Việt được chương trình Tú tài quốc tế IB giới thiệu và các tác phẩm của ông hiện được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam. Vị này cho biết, tuy nhiên sau khi nhận được phản ánh quan ngại của phụ huynh về tác phẩm này, nhà trường đã thu hồi các ấn bản trên và hiện đang đánh giá, xem xét quy trình mà tác phẩm được giới thiệu cho học sinh. Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian là tiểu thuyết đầu tay của nhà thơ người Mỹ gốc Việt Ocean Vương. Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo từ mầm non đến bậc trung học phổ thông, dạy chương trình Tú tài quốc tế. Hàng nghìn tỷ đồng là con số mà Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam huy động từ các phụ huynh. Lùm xùm vụ Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam thời gian qua đang nhận được đông đảo sự quan tâm từ phía dư luận. Suốt nhiều ngày qua, việc hàng ngàn học sinh phải nghỉ học do tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng không khỏi khiến nhiều phụ huynh bức xúc và ngao ngán về phương thức vận hành của trường quốc tế có mức học phí đắt đỏ bậc nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh này. Chiều ngày 2 tháng 4, tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội quý 1 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Giáo dục thông tin, khoảng 900 phụ huynh đóng gói tài chính với mức 4 tỷ đồng cho AISVN để con học từ lớp 1 đến lớp 12 rồi nhận hoàn lại. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho hay, vì là trường tư nên Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam AISVN được kêu gọi góp vốn, vay vốn từ phụ huynh. Do vậy, trường này có 3 cách huy động tiền. Cách thứ nhất là phụ huynh đóng gói 4 tỷ để con học từ lớp 1 đến lớp 12. Sau khi con tốt nghiệp hoặc chuyển trường, họ được trả lại. Phương án thứ hai là phụ huynh đóng gói 2 tỷ cho con học chọn khóa, không được hoàn lại. Cuối cùng, phụ huynh có thể chọn đóng theo tiến độ học tập. Ông Hiếu nói, hiện có khoảng 900 học sinh đóng tiền theo gói 4 tỷ. Trước đó, Sở cho biết ISVN có 1.316 học sinh từ tiền tiểu học đến lớp 12. Riêng khối 12 có 75 em, còn một kỳ kiểm tra nữa là được cấp bằng Tú tài quốc tế IB. Trong họp báo sau đó, bà Lê Thụy Mỹ Châu, Phó Giám đốc Sở làm rõ hơn chi tiết này. Bà cho hay từ năm 2019 đến cuối tháng 9 năm ngoái, AISVN ký 1.231 hợp đồng dạng hoàn lại. Trường đã quyết toán 328 gói trả lại phụ huynh 740 tỷ đồng. Trường còn 900 gói đang có hiệu lực. Số phụ huynh đóng theo phương án 2 là 244 người, 6 người chọn đóng theo tiến độ. Ông Hiếu cũng dẫn báo cáo của chủ trường AISVN cho biết đã đầu tư nhiều vào cơ sở vật chất, chi nhiều nhưng thu thấp, lỗ từ năm 2018 và hiện mất khả năng chi trả. Giáo viên của trường bị chậm lương, tiền thuê nhà, bảo hiểm từ tháng 9 năm 2023. Khi làm việc với sở, chủ đầu tư cho biết sẽ có nhà đầu tư vào, chi trả lương và phúc lợi cho giáo viên. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin thêm, trường cứ hẹn mãi đến tháng 3, hơn 50% giáo viên nghỉ việc, học sinh không thể đến trường. Trước tình trạng này, Sở đã phối hợp với ISVN khảo sát ý kiến phụ huynh vào tuần trước. Khoảng 85% phụ huynh, gần 1.000 người muốn con tiếp tục học tại trường.
Trong cuộc họp phụ huynh chiều 30 tháng 3, bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết cần 125 tỷ đồng để trả nợ lương giáo viên và vận hành đến hết tháng 6. Bà kêu gọi phụ huynh hỗ trợ với mức 9,5 đến 25,5 triệu đồng mỗi học sinh, tùy khối lớp. Ông Hiếu cho hay sở đã lập tổ công tác liên ngành, cùng trường và đại diện phụ huynh mở tài khoản để nhận tiền. Tuy nhiên, chỉ 612 người đồng ý hỗ trợ với mức như trên. Đến chiều nay, 542 phụ huynh đã chuyển khoản tổng số 21,7 tỷ đồng, đủ trả lương cho giáo viên đến tháng 3, trường nợ lương từ tháng 1. Giám đốc sở cho biết sẽ làm thủ tục trả lương ngay cho giáo viên trong chiều ngày 2 tháng 4. Theo ông Hiếu, giáo viên mong nhận được tiền lương rồi mới đi dạy. Sở đã cử người động viên họ, thống kê số người sẽ đi dạy trở lại. Bên cạnh đó, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nói việc trước mắt là đảm bảo cho học sinh sớm trở lại trường, chậm nhất vào đầu tuần sau, ngày 8 tháng 4. Sau đó, tổ công tác liên ngành phối hợp với trường có kế hoạch căn bản, lâu dài cho hoạt động của trường, cũng như phương án tái cấu trúc. Tranh chấp giữa các bên gồm phụ huynh, giáo viên với nhà trường cũng cần được giải quyết kịp thời. Chủ tịch thành phố đề nghị các cơ quan liên quan có ý kiến chính thức về việc này. Với những phụ huynh muốn chuyển con sang trường khác phù hợp, ông Mãi đề nghị tổ công tác xem xét giải quyết. Những phụ huynh muốn con tiếp tục học ở trường, tổ công tác phải có kế hoạch đảm bảo quyền lợi học tập của các em. Ông cũng đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Giáo dục ra soát lại trách nhiệm quản lý nhà nước với trường quốc tế Mỹ nói riêng và các trường tư thục khác. Từ đó, thành phố chấn chỉnh công tác quản lý, kiểm tra, giúp các trường hoạt động đúng quy định pháp luật, thông lệ quốc tế, đảm bảo lợi ích của người học. Lùm xùm ở ISVN, căng thẳng cách đây 2 tuần, toàn bộ học sinh phải nghỉ học do phần lớn giáo viên không đi dạy vì bị nợ lương. Nhiều phụ huynh mắc kẹt vì đã đóng học phí theo gói mà chuyển trường khi học kỳ 2 sắp kết thúc không dễ. Các cơ quan chức năng đã cấm bà Nguyễn Thị Út Em xuất cảnh do nợ thuế thu nhập cá nhân. ISVN bị đình chỉ tuyển sinh năm học tới cho đến khi nhà đầu tư giải quyết các vấn đề tài chính, nhân sự ổn định dạy học. Chủ trường quốc tế Mỹ-Việt Nam xin lỗi phụ huynh. Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng trường chân thành gửi lời xin lỗi đến quý phụ huynh vì những lùm xùm vừa qua. Nói về phương án để giải quyết tình hình của trường hiện nay, bà Út Em dự kiến kinh phí để duy trì dạy học từ ngày 1 tháng 4 đến hết năm là 125 tỷ đồng. Bà mong nhận được sự đóng góp từ phụ huynh. Mức hỗ trợ bà đề nghị thu phụ huynh là 9,5 triệu đồng ở bậc mầm non, tiểu học 14,5 triệu, khối 6 đến 8 là 20,5 triệu mỗi tháng, từ khối 9 đến 12 là 22,5 triệu đồng. Phụ huynh có thể cử đại diện cùng các ban ngành giám sát xem có tiết giảm được thêm chi phí nào không, bà Út Em nói. Còn về phương án dài hạn, chủ trương của trường chào đón tất cả các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính và khả năng tham gia vào việc chuyển nhượng, ưu tiên cho phụ huynh hiện đang có con em đang theo học tại trường. Một phụ huynh đồng tình với giải pháp trường đưa ra, nhưng họ yêu cầu phải nắm rõ tình hình tài chính của trường. Thông tin trường đang nợ 3.000 tỷ đồng như thế nào, phải rõ ràng mọi vấn đề về tài chính để phụ huynh đóng góp. Nếu không nắm, sẽ có suy nghĩ chuyển trường cho con thay vì đầu tư, vì này đặt câu hỏi. Chủ trường không đề cập số nợ nhưng đề nghị phụ huynh yên tâm vì khi cổ phần hóa trường, các cơ quan chức năng sẽ xác định giá trị. Một phụ huynh băn khoăn liệu số tiền đóng có đủ vận hành, trả lương giáo viên không? Những gia đình từng hỗ trợ trường trước đây có cần đóng nữa không? Ông Hiếu cho rằng 125 tỷ là tính toán sơ bộ của trường. Nếu đóng góp, phụ huynh sẽ là người giám sát quỹ này. Cơ quan chức năng sẽ cử tổ giám sát hỗ trợ. Theo khảo sát mà trường thực hiện hôm 29 tháng 3, gần 85% phụ huynh muốn con tiếp tục học tại trường. Do đó, trong tình thế hiện nay, phương án trên là hợp lý. Bởi nhiều giáo viên đã không được trả lương trong thời gian dài, nhiều người đau ốm không thể đi khám vì nợ bảo hiểm. Nếu không giải quyết ngay, họ sẽ về nước, ông Hiếu nói. Sau các ý kiến, cơ quan chức năng đề nghị biểu quyết số người đồng ý với phương án trên. Phần lớn phụ huynh tham dự đều đồng thuận. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mọi việc phải thực hiện gấp rút, bởi nay cuối tuần rồi để thứ hai họ sẽ làm việc với giáo viên. Thời gian rất gấp rút, cơ quan chức năng đề xuất phụ huynh cử người, tốt nhất là có nghiệp vụ tài chính để cùng quản lý số tiền. Toàn bộ sự việc lùm xùm tại trường quốc tế Mỹ Việt Nam. Sự việc bắt đầu từ cuối tháng 9 năm 2023, nhiều phụ huynh cho biết trường quốc tế Mỹ Việt Nam vay hàng chục tỷ đồng không lãi suất để con được học miễn phí. Nay con ra trường nhưng chưa được hoàn lại. Thời điểm đó, đại diện trường cho hay sẽ thành lập một bộ phận chuyên trách cho công tác giải quyết công nợ theo đúng quy trình và cơ chế đã được thiết lập. Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường ngoài công lập, trường quốc tế tách biệt hoạt động doanh nghiệp và chuyên môn. Trường học chỉ tổ chức thu học phí định kỳ, không được ký kết hùn vốn, góp vốn, huy động vốn. Vào ngày 18 tháng 3 năm 2024,
hơn 1.200 học sinh trường quốc tế Mỹ Việt Nam phải nghỉ học do giáo viên ngừng giảng dạy vì bị nợ lương. Tối 18 tháng 3, dưới sức ép của cơ quan chức năng, trường quốc tế Mỹ Việt Nam gửi email thông báo học sinh đi học trở lại. Tuy nhiên, ngày 19 tháng 3, học sinh đến trường chủ yếu ngồi căng tin vì không có giáo viên. Nhiều phụ huynh đã đến đón con từ nửa buổi. 14 giờ ngày 19 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh mời hội đồng trường, hiệu trưởng trường lên làm việc. Sau đó, nhiều cuộc họp được tổ chức để tìm phương án xử lý với mục đích đảm bảo việc học cho học sinh. Ngày 29 tháng 3, sau khi nhận được báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sự việc tại trường quốc tế Mỹ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp phù hợp đảm bảo quyền học tập của học sinh. Đến ngày 30 tháng 3, tổ công tác liên ngành bao gồm Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè đã tổ chức buổi gặp gỡ làm việc với cha mẹ học sinh và Hội đồng trường quốc tế Mỹ Việt Nam với mục đích cùng nhau tìm ra biện pháp tháo gỡ những khó khăn hiện tại của trường. Tại đây, bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết đã mất khả năng tài chính. Do đó, để trường vận hành đến hết năm học, cần 125 tỷ đồng, số tiền từ sự hỗ trợ của phụ huynh. Mức hỗ trợ đề nghị là 9,5 triệu đồng ở bậc học mầm non, tiểu học là 14,5 triệu đồng, khối 6 đến khối 8 là 20,5 triệu đồng mỗi tháng. Từ khối 9 tới khối 12 là 25,5 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi kết thúc cuộc họp, đa phần phụ huynh đồng ý với phương án trên. Ngày 1 tháng 4, học sinh trường quốc tế Mỹ Việt Nam tiếp tục nghỉ học thay vì đến trường sau kỳ nghỉ xuân do chưa mở được tài khoản nhận tiền đóng góp của phụ huynh. Trưa 1 tháng 4, theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở trao đổi thống nhất của cha mẹ học sinh về kinh phí hỗ trợ, đóng góp để chi trả các chi phí cố định duy trì hoạt động dạy và học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng đại diện cha mẹ học sinh, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam và ngân hàng thực hiện mở tài khoản để tiếp nhận kinh phí. Đồng chủ tài khoản gồm 3 bên là đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện trường và đại diện cha mẹ học sinh. Chỉ sau khi công bố, nhiều phụ huynh đã chuyển khoản ngay để con được đến trường. Con số đóng góp đến ngày hôm qua hơn 22 tỷ đồng. Chiều 2 tháng 4, tại cuộc họp báo kinh tế xã hội, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, là trường ngoài công lập nên trường quốc tế Mỹ Việt Nam được kêu gọi góp vốn, vay vốn từ phụ huynh. Trường có 3 cách huy động. Cách thứ nhất, phụ huynh đóng gói 4 tỷ đồng để con học từ lớp 1 đến lớp 12, sau khi con tốt nghiệp hoặc chuyển trường sẽ được trả lại. Cách thứ hai, phụ huynh đóng gói 2 tỷ đồng cho con học trọn khóa, không được hoàn lại. Cuối cùng, phụ huynh chọn đóng theo tiến độ học tập. Theo ông Hiếu, hiện có 900 học sinh đóng tiền theo gói 4 tỷ đồng. Nói rõ hơn về vấn đề trên, bà Lê Thụy Mỹ Châu, Phó Giám đốc Sở cho hay, từ năm 2019 đến cuối tháng 9 năm ngoái, trường ký 1.231 hợp đồng dạng hoàn lại. Trường đã quyết toán 328 gói, trả phụ huynh 740 tỷ đồng. Trường còn 900 gói đang có hiệu lực. Tại cuộc họp, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo ra soát lại trách nhiệm quản lý nhà nước đối với trường quốc tế Mỹ Việt Nam và các trường tư thục khác. Từ đó chấn chỉnh công tác quản lý, kiểm tra, giúp các trường hoạt động đúng quy định pháp luật. Tối 2 tháng 4, trường quốc tế Mỹ Việt Nam gửi thư thông báo học sinh sẽ đi học trở lại vào ngày 3 tháng 4 sau khi đã thực hiện chi trả tiền lương, tiền nhà cho giáo viên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!